thời điểm này rất nhiều bạn đang làm việc tại nhà và có nhiều công ty đã cho nhân viên làm việc tại nhà từ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là hơn cả năm rồi. Nhưng để làm việc tại nhà hiệu quả thì khái niệm công thái học tại nhà còn rất mới so với nhiều người. Nếu chỉ hiểu đơn giản công thái học tại nhà thôi thì các bạn có thể tận dụng những không gian và tư thế ngồi đúng nhất và cái cách vận động đúng nhất để chúng ta không bị đau mỏi cổ vai gáy. Đầu tiên chúng ta có một cách là chúng ta sẽ sử dụng bàn nâng hạ tại nhà mà chúng ta cài chế độ là một tiếng nâng lên, một tiếng hạ xuống một lần, hoặc chúng ta có thể điều khiển bằng tay để thay đổi cái cách ngồi và cách đứng để làm việc, và chúng ta sẽ có thể giúp cho cơ thể mạch máu lưu thông để làm việc tốt hơn. Cách thứ hai là chúng ta có thể tận dụng ngay bàn làm việc của mình bằng cách là chúng ta ngồi trên bàn ăn, làm việc với bàn ăn, hoặc là chúng ta tận dụng đảo bếp của mình, hai là không gian ngoài ban công của mình, và ba là có thể không gian ngoài trời là vườn của mình. Miễn là cái mặt bằng đó giúp cho bạn đứng và làm việc thoải mái nhất, và không gian nào bạn ngồi cũng giúp cho bạn phải thoải mái, thì bạn mới có thể làm việc tại nhà hiệu quả tốt nhất. Và đừng quên là một tiếng vận động một lần, uống nước cũng như là vận động, tập hít thở, thay đổi cái tư thế ngồi và tập cho cổ vai gáy để giúp chúng ta mạch máu lưu thông và đưa oxy vào trong cơ thể. Chúc mọi người làm việc tại nhà hiệu quả.